Chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình Phật Pháp của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Quang Viên và Phật tử Minh Từ sẽ phổ biến bản tin Một ngày tu học Bát Quan Trai Giới tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng người phát tâm tu hạnh xuất gia trong một ngày đêm có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Vì thế, vào ngày 29 tháng 4 âm lịch vừa qua, các Phật tử tinh tấn, một lòng muốn sống trong chánh pháp của Đức Như Lai, đã vân tập đông đủ tại chánh điện của Bồ Đề Phật Quốc. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, các giới tử trong chúng bát quan trai cùng thành kính quỳ xuống tác bạch cầu xin giới pháp. Sau lời tác bạch, Thượng tọa giới sư đã hoan hỷ hứa khả và lần lượt hướng dẫn các giới tử sám hối, phát nguyện quy y Tam Bảo và lãnh thọ 8 giới tướng. Tiếp đó, các giới tử phát nguyện đem công đức tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng thành đạo vô thượng chánh chân, mai đây cùng sanh về Cực Lạc Quốc. Sau lễ thọ giới là thời khóa công phu, tụng kinh Phổ Môn và lạy Ngũ Bách, hồng danh Quán Thế Âm. Nhờ có công phu mà các giới tử thúc liễm thân tâm từng giờ từng phút và giữ đúng giới luật đã thọ cho đến sáng hôm sau, giới sẽ tự xả. Trong những ngày tu tập bát quan trai, Thượng tọa giới sư luôn giảng kinh để các giới tử tăng trưởng trí huệ. Trong lần tu vừa rồi, Thượng tọa đã giảng bài kinh số 1 trong phẩm 10 bất thiện thuộc kinh Tăng Nhất A Hàm. Chủ đề của bài kinh này là quả báo 10 hành vi bất thiện. Theo kinh văn, lúc Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, Ngài nói với các tỳ kheo rằng: chúng sanh nào hay sát sanh, quảng bá sát sanh là gieo trồng hành vi dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những kẻ này nếu sanh vào loài người thì thọ mạng cực ngắn bởi đã hại mạng kẻ khác. Thượng tọa giới sư giảng rằng nhân quả là do nghiệp lực tạo ra, thế nhưng phần đông chúng sanh hiểu biết rất cạn cợt nên luôn luôn tạo nghiệp sát hại, khiến cho cuộc sống không được an ổn. Quả báo của sát sanh nặng nhất là do từ tâm ý khởi lên rồi vui thích với ác hại đó. Chúng sanh trong cõi ta bà luôn tàn sát lẫn nhau, lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, ăn nuốt giết hại lẫn nhau, không bao giờ thôi dứt. Với tâm sát hại như vậy, hậu quả chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục, là nơi chịu cảnh khổ đau cùng cực, triền miên, muốn có một giây phút ngưng nghỉ cũng không được. Nhìn theo quan điểm Phật giáo, chúng ta có thể thấy vô số cảnh địa ngục đang diễn ra chung quanh chúng ta hàng ngày, đó là các nơi cấp cứu, là các bếp nấu ăn, là các lò sát sinh, là nơi quan chài bắt cá, vân vân. Trong những nơi ấy, mỗi ngày đều có đủ loại chúng sanh đang bị phân thây, xẻ thịt, lột da, chặt chém, máu me đầm đìa, quằn quại đau đớn, rên xiết không thôi. Ngoài ra, những ai với tâm thường toan tính hại người, hại vật thì sẽ bị đọa trong địa ngục tâm thức, tức là luôn bị phiền não chi phối. Giới sư khuyến khích các giới tử nên cố gắng tu tập tâm từ, diệt bỏ tâm ý sát hại để không phải chịu quả báo đau khổ trong hiện đời và vị lai. Đức Phật dạy tiếp cho các đệ tử rằng chúng sanh nào trộm cướp vật của người khác cũng sẽ rơi vào ba đường dữ. Nếu được sanh vào loài người thì thường gặp cảnh nghèo khốn, thiếu ăn, thiếu mặc. Giới sư giảng rằng hành vi trộm cắp là do tâm tham lam khởi lên. Sở dĩ tội trộm cắp phải đọa địa ngục là vì đã làm cho người khác đau khổ đến mất mạng. Nếu nhẹ hơn thì phải chịu đời sống khủng khiếp của ngạ quỷ, thân luôn bị đau đớn và đói khát, tâm luôn hoảng hốt bất an. Nếu đọa vào cầm thú thì cũng phải chịu cảnh ăn nuốt lẫn nhau, trí óc ngu si mê muội. Còn với chúng sanh tham đắm, dâm dật, lén lút dâm dật, nặng thì đọa vào ba nẻo dữ. Nếu sanh trong loài người thì gặp gia đình không trinh khiết. Đây là quả báo của tâm bất tịnh, làm việc phi pháp. Tâm dâm dục dẫn đến sự ái luyến vào vợ chồng, con cái.
Khi ái dục thống trị tâm trí thì không tội ác nào là không phạm, để rồi thọ vô số tội khổ. Do đó, những ai không muốn trôi lăn trong lục đạo phải đoạn trừ tâm dâm dục cho kỳ được. Đây là công phu đứng hàng đầu vì nó giúp cho chúng ta không bị trói buộc, đắm nhiễm trong ái luyến ô trược. Dâm dục là nhân sanh tử, là cội gốc của luân hồi. Nếu không đoạn trừ dâm dục thì ước muốn giải thoát chỉ là chuyện vô vọng. Thượng tọa khuyên các giới tử nên cẩn thận với thân nghiệp, tránh không phạm vào sát sinh, trộm cướp, tà dâm để có cuộc sống yên ổn. Trong ba nghiệp của thân, khẩu, ý thì khẩu nghiệp dễ tạo hơn cả. Theo Phật dạy, chúng sanh nói dối là gieo tội địa ngục. Khi sanh trong loài người thì bị người khinh khi coi rẻ. Nói dối là nói sai với sự thật, với mục đích để lừa gạt, để trục lợi, để giành được phần lợi nhiều hơn. Ai gây tội này thì rất gần với súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục khi mạng chung. Giới sư giảng thêm rằng chúng ta nên giữ lẽ công bằng, đừng gây nhân nói dối, phải luôn dùng thật ngữ. Kẻ nói dối thường chịu nghiệp si mê, người luôn nói thật sẽ có quả báo học giỏi, hiểu được đạo lý, hiểu được sự thật. Một khi hiểu được đạo lý thì trí tuệ đó sẽ giúp chúng ta tránh được những hành động sai lầm, thoát được những cái nghiệp xấu về sau. Thượng tọa lưu ý rằng mật chú cũng xuất phát từ thật ngữ. Với kẻ nói ý ngữ cũng là gieo tội ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người thì tâm thường không định. Với kẻ nói lời thô ác, không chuyên chánh, với mục đích tổn thương người khác cũng rơi vào ba ác đạo. Hoặc nếu làm người thì thân thể xấu xí hay bị mắng nhiếc. Kẻ nói hai lưỡi gây đấu loạn đây kia cũng là tạo nhân vào ba ác đạo. Nếu sanh vào loài người thì hay bị thù ghét, người thân ly tán. Thượng tọa lưu ý mọi người trong vọng ngữ cũng phải xét tường tận tâm ý. Nếu nói dối hay nói lời thô ác với ý muốn làm hại người, lợi mình, muốn khiến người khác khổ đau thì đang tạo nghiệp dữ. Còn với ý muốn giúp người sửa sai hoặc để mang lại sự yên ổn cho người thì không phải gieo tạo nhân ác. Người chân thành, nói lời trung thực, bao giờ cũng được chư thiên thủ hộ, người người tín thọ. Cũng theo lời Phật dạy thì ý nghiệp lại có năng dụng mạnh hơn thế. Vì thế các giới tử tu tập không chỉ giữ gìn không tạo nhân xấu nơi thân và khẩu, mà còn phải dè dặt nhân quả trong mỗi ý niệm. Nếu thờ ơ hoặc phóng túng, để cho tâm xấu thường nổi lên, lâu ngày tích tụ, thì nó có năng lực sai sử ta làm việc sai trái, rồi rơi vào ác đạo. Trong kinh văn, Phật dạy các tỳ kheo hoặc chúng sanh khởi tâm tham lam, đố kỵ là gieo tội ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người thì bị thiếu thốn y phục, hoặc chúng sanh khởi tâm ác hại, sân hận, không có tâm từ là gieo tội ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người thì không hiểu đạo lý, ý tưởng loạn động, hoặc chúng sanh hành tà kiến là gieo nhân ba ác đạo. Nếu sanh trong loài người thì ở chỗ biên địa, hoặc bị điếc, mù, câm, ngọng, thân hình không ngay. Nguyên nhân ý khởi như thế nào thì kết quả sẽ ra thế ấy. Thượng tọa khuyên rằng để giải trừ ý nghiệp cần nương vào đạo giác ngộ, tu tập trí tuệ. Nếu ví si mê như bóng đêm thì trí tuệ như ngọn đèn khiến bóng tối tiêu tan, dục vọng chẳng còn, thấu rõ chân lý, làm việc gì cũng đúng. Lúc ấy niết bàn hiển hiện, nghĩa là không có sinh già, bệnh chết, đói lạnh, không tai họa, không oan gia, không dục vọng, không buồn khổ, thân tâm hoàn toàn an vui, thanh tịnh, vô biên. Kính thưa quý vị, phàm là những người con Phật, chúng ta cần nên giữ gìn lòng từ bi, biết suy xét lỗi mình, khoan dung với lỗi người. Nhờ có gieo duyên tu bát quan trai giới mà chúng ta có thể giữ gìn thân khẩu ý, không tạo ác nghiệp. Cũng nhờ nghe Pháp Phật mà tâm bớt si mê, trí tuệ sáng tỏ. Tu bát quan trai giới một ngày đêm mà đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ sanh trong cảnh giới an lạc, luôn gặp chánh pháp, không gặp tà sư ngoài đạo, có thể chuyển vô lượng tội, tăng trưởng vô lượng phước. Do lợi ích của ngày tu bát quan trai vô cùng to tát như vậy, kính mời quý vị phát tâm đến Bồ Đề Phật Quốc để thọ giới vào thứ Năm ngày 17 tháng 6
năm 2021, tức là ngày 8 tháng 5 âm lịch. Tất cả các quý vị, không kể là Phật tử hay không, đều có thể tham gia tu học Bát Quan Trai Giới để có thêm thắng duyên, vượt thoát cõi khổ, đến cõi an lành ngay trong hiện thời và cả tương lai. Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, luôn có chư tăng sẵn sàng chỉ dẫn và trả lời các câu hỏi của quý vị. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.